Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay lên số cần này cho mọi người xem nhé. Để mình dẹp gọn qua đây nè, và xem nó dễ nhé. Đầu tiên là một cây cần khá là đẹp. Đây, 4,5 nha. ISO khoan nhỏ nha mọi người, ISO khoan nhỏ. Đây, dàn khoan Fuji còn đẹp, ok. Đấy. Đọt này. Một lóng, 2, 3, 4, 5. 5 lóng. Fuji FX7. Cần này dài 4,5 m, thu vào là 1,02 m, đọt là 2 ly, cân nặng là 310 g. Đấy. Máy vách xước đồ xíu thôi nha mọi người. Cái này cái số 1, 350 nghìn. Đấy. Số 2 là một cây súp lục. Đây, 39, cứng 30. Đấy. Dàn khoan của nó ok, không gãy vỡ gì cả. Con Fuji nha mọi người. Này, đọc cứng này. Một lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha mọi người. Chỗ này nó bị bong cái gì sao người ta quấn keo không biết. Đây, dài 3,9 m, thu vào 1,16 m, đọt là 3,2 ly, cân nặng là 560 g, giá là 450 nghìn nhé. Súp lục gì cũng được, cây này bạc bãi cũng được rồi. Cây này cây số 2. Số 2 450 nghìn. Số 3 là một cây cần 2,7 m. Đấy. 2,7 m, cây này khá là mới nha mọi người. Đây. Nhìn dàn khoan của nó. Ok. Một lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng. Cái cần này cũng thuộc dạng bán mini. Đấy, 2,7 m. Coi cái thông số của nó thế nào. 2,7 m, 2,6 m. Dài 73 cm này, 73 cm. Cũng cỡ gần như mini rồi đấy. Thu vào là 1,8 m. Đọt là... Quay, thu vào là 73 cm. Đọt là 1,8 l. Cân nặng là 200 g nha mọi người. Cái này cái số 3. Số 3, 190 nghìn. Số 4, tiếp theo là một cây súp. Cần súp, cần ISO khoan lớn nha mọi người. Đấy. Dạ, 2,4 m nè, đây. Khoan của nó đây. Ok. Đấy. Một lóng, 2 lóng, 3 lóng. Bát Fuji FX6 này.
Đấy, đây qua nhá. Dài 2m4, thu vào là 91cm, đọt là 2,6 ly, cân nặng 210g. Cái này giá 200 nha mọi người. Số 4 200. Đây, số 5 tiếp tục là một coi ISO Daiwa khoan nhỏ nha mọi người. Đây, khoan của nó này, hình như cái đầu cái đọt nó bị gãy một tí rồi, nó rớt luôn mấy cái khuyên này, người ta thay mấy cái khuyên kim loại nhé, khuyên kim loại này, khuyên ISO kim loại nhé. Đấy, đầu bu khác luôn này đó, nó bị gãy một tí nha mọi người, nhưng mà nó vẫn còn mảnh nhé. Đấy, một lóng, hai lóng, ba, bốn, năm, sáu, sáu lóng nha. Này, bát Fuji FS6, cần này dài 4m6, thu vào là 91cm, đọt là 1,1 ly, cân nặng 260g. Cái này cây số 5. Số 5, 320.000. Đây. Số 6. Số 6 tiếp theo là một cây cần súp câu lục hay bạc bãi cũng được nha mọi người. Đấy, câu lục hay bạc bãi cũng được. Dàn khoan của nó này. Đấy, chỗ này bị nứt, chỗ này bị đứt này. Đấy, về dán keo thôi mọi người. Cái này thì mọi người dán keo lại thôi. Đây. Khuyên này bị đứt nhá. Một cái khuyên này bị đứt. Mọi người về dán keo hoặc thay tùy người, nhưng mà mình theo nghĩ thì về dán keo là xài được ok rồi. Không vấn đề gì cả. Đấy. Fuji nhá. Đọc. Một lóng, hai, ba, bốn, năm, năm lóng nha mọi người. Đây này, năm lóng 42 này. Cây này Alpha Tắc nhé, Alpha Tắc China xuất Nhật nha mọi người. Đấy, bát Fuji FX7 này. Cần dài 4m2, thu vào là 97cm, đọt là 2,97 à, thôi như 3 ly đi. Cân nặng là 520g, 520g nha mọi người. Cái này cây số 6. Số 6, 310. Số 7 là một cây ISO khoan lớn nhé. ISO khoan lớn. Đấy. Cái này không biết sao nhưng người ta thay mất cái đầu bu, thay cái đầu bu kim loại vào đây rồi. Về mọi người đánh hoặc là thay cái đầu bu đi. Cây này theo mình nghĩ là hình như nó cũng bị gãy một tí độc rồi mọi người. Bị gãy một tí độc rồi. Ok. Một lóng, hai lóng, ba, bốn, năm lóng nha. Năm lóng. Đấy, lóng số 2 là 5x3. Đây, chứng tỏ là nó cũng bị gãy xí độc rồi. Cây này hiện tại đang dài 4m8 này, thu vào là 1m19,
đọt là 1,9 ly, cân nặng là 310 gram. Cân nặng 310 gram nhé. Giá 300. 300 nha mọi người. 300. Cái này cái số 7. Số 7 300. Câu lại thử xem. Cái này à. Cái này thay mình thấy hình như chất liệu nó carbon luôn á. Chất liệu carbon luôn nha mọi người. Tiếp theo đây một cây Shimano. Đấy, Shimano Shimano khoan nhựa nha mọi người, khoan nhựa đấy, đọt này. Cây này thì bị gãy mất mười mấy 20 phân đọt rồi, mười mấy 20 phân đọt kia đó nha mọi người, nhưng mà ISO thì như thế này xài cũng được rồi, không quan trọng nhé. Đấy, đọc thì ví dụ đọc số 1 nó gãy xuống còn 1,5 đây. Một lóng. 2. 3. 4. 5. 6. 6 lóng nha mọi người. Giàn khoan nhựa này thì khá là hư rồi. Đây mọi người về thay đi, thay cho nó đẹp nhé. Đấy, có cái được có cái không nhưng mà mọi người về thay hết luôn cho đồng bộ nhé. Móc đá móc đồ đây. Giờ mình chả tính cái giàn khoan này vào, mình cứ coi như là hư hết giàn khoan đi. Đấy, bát Fuji FS6 này, cần này dài 5m2, thu vào là 1m03, đọc là 1 ly, cân nặng là 240 g. Đây là cái số 8. Số 8 220.000. Số 9, số 9 tiếp tục là một cây ISO Daiwa, cây nhỏ nha mọi người. Đây. Có cái khoan này mắc đá này, khoan này mắc đá này. Đấy, một cái khoan này mắc đá nha mọi người. Không bị đứt nhưng mà mắc đá. Này. Về thay một cái khoan đấy thôi. Đấy, đọt này. Một lóng. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8 lóng nha mọi người. Bát FX7 cần là dài 6 mét, thu vào là 6 mét, là 6 mét thì cái cần này hình như nó bị gãy khoảng 30%, 30 xăng đọt rồi, 30 cm đọt rồi. Đấy, thu vào là 96 cm, đọt là 1,6 ly, cân nặng 640 g. Cây này cây số 9. Số 9 400 nha mọi người. Đây, số 10 cũng là một cây Daiwa này, Daiwa ISO khoan nhỏ nha. Bát này. HFK FX7 nha. Đấy. Khoan của nó thì mắc một cơ số khoan rồi nha mọi người, mắc một cơ số khoan rồi. Đấy, nó hiện trạng nó như thế này thôi. Người về thử xem người thay bao nhiêu khoan vào. Một lóng. 2. 3. 4. 5. 6.
Cần này dài 5m3, thu vào là 1m11, đọt là 1,25 ly, cân nặng 420g. 420g. Cây này cây số 10. Số 10, cây này bán 250.000. Số 10, 250.000 nha mọi người. Đấy. Đây. Số 11 là tiếp theo một cái ISO khoan nhỏ đai hoa 5m4 đọc số 4. Đây dạng khoan của nó đây. Ok. Này, cái chỗ này nó dưới này nè, khoan này nè. Khoan này dưới này nó hơi bị bứt tí nha, hơi bị bứt một tí nhưng mà không sao. Đá đấy còn nguyên nha. Ok. Thì mọi người muốn cắt thì mọi người nhỏ xí keo vào đấy thôi, không sao cả. Này, đọc này. Tăng tăng tăng. Này. 1 lóng, 2 3 4 5 6 7 7 lóng nha mọi người. Bát FK FX7 cần dài 5m4, thu vào là 95cm, đọt là 2 ly, cân nặng 510g. Cây này cây số 11. 11 390.000. Số 12 là một cây câu lục. Câu lục NGK. Đấy, NGK. Đấy. Cây này thì dài 39. Này, dạng khoan của nó, khoan Fuji. Còn đẹp ok nha mọi người. Khoan Fuji đẹp. Đọt này. 1 lóng, 2, 3, 4, 5, 5. Fuji FX7 nhé. Đấy, nè, cái phần dai chỗ này nè, nó đang hơi bị sọc sạch tí nha. Đây, hơi lỏng thôi, nó chưa sổ đấy, nhưng mà nó hơi bị lỏng nhé. Đấy. Cần này dài 3m9, thu vào là 90cm, đọt là 3 ly, cân nặng là 440g. Cây này cây số 12. 12, 330.000. Là cây cần này, Made in Korea, dài 4m5, ISO khoan nhỏ nha mọi người. ISO khoan nhỏ. Khoan Fuji. Đấy. Hai số khoan nhỏ nhưng mà đọt cũng khá là to đấy. Ok. 1 lóng. 2 3 4 5 lóng. Bát Fuji FX7 dài 4m5, thu vào là 1m02, đọt là 2,1 ly, cân nặng 280g. Cây này cây số 13. Đấy, 13, 350.000. Mười bốn tiếp theo một cây ISO khoan nhỏ nữa. Đấy. ISO khoan nhỏ dàn khoan nhôm này, nhìn xịn sò chưa. Đây, phía đầu bu này chắc bị gãy rồi, gãy đầu bu này người ta thay bằng cái đọc thủy tinh này, thay đọc thủy tinh luôn nha mọi người, thay đọc thủy tinh luôn.
rồi gắn những cái khoan này vào, khoan có đá đây nhé, đấy hai cái đọc thủy tinh này nhé. Ok, một lóng, hai, ba, bốn, năm, sáu lóng nha mọi người, sáu lóng. Bát FK FS6 này, cần này đúng ra dài 5,4 cơ, nhưng mà người ta thay đọt rồi, nó chỉ còn 5 mét thôi, thu vào 1,02 m, đọt là 1,4 ly, cân nặng 340 gram. Cái này cái số 14, cái này bán 240 nghìn nha mọi người. Đấy, 240 nghìn. Số 15 là một cây cần súp câu lục cũng được. Đây, dài 3 mét thôi. Đấy, khoan của nó, khoan Fuji này, khoan Fuji này. Đấy, đây là ba khoan với một đầu bu nữa nhé. Đấy, đọt của nó, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Cần dài 3 mét, thu vào 92 cm, đọt là 2,6 ly, cân nặng là 300 gram. Cái này cái số 15, 301. Là cái này 5,6 ISO khoan nhỏ nha mọi người, ISO khoan nhỏ. ISO này, nó có cái này giữ cái đọt ISO chứ không dễ gãi này, đó à, nó có cái thanh giữ này, rồi tháo ra. Đấy, đây ISO hơi nhỏ nhưng mà đọt cũng khá là to nhé. Đấy, khoan này, khoan nhìn ok đẹp nha mọi người. Đấy, đá đồ còn nguyên vẹn. Kinh nick. Đây, 3,6 m. Bát là cái gì đây? Hebert 6B. Cái này made in China, xuất Nhật nha mọi người, China xuất Nhật. Cái này dài 3,6 m. Cái này nè, nó chỉ bị bẩn thôi nha mọi người, bị bẩn thôi. Về mọi người vệ sinh là nó sạch sẽ, nó đẹp đó nha mọi người. Xước thì mình thấy nó ít lắm, nhưng mà cái này nó bị bẩn này. Đấy, bị bẩn thôi. Dài 3,6 m, thu vào là 1,03 m, đọt là 1,9 ly, cân nặng là 180 gram. Cái này cái số 16, 270 nghìn. 16, 270 nghìn. Số 17. 17 là một cây cần 2 khúc Olympic flip nha mọi người, cần này flip. Đây, 2 khúc Olympic flip. Đây, đọt của nó đây nhé. Đấy, cần 2 khúc nha mọi người. Ok, cần này dài 1,8 m, 2 khúc 1,8 m, thu vào là 94 cm, đọt là 1,2 ly, cân nặng là 120 gram. Này, bát vặn kim loại này. Đấy, cái này cây số 17, 17, 150 nghìn. Mười
18 tiếp tục một cây cần hai khúc khoan này. Đấy. Đó. Ok. Bắt vặn kim loại này. Cần này chắc cũng Daiwa hay là Olympic gì đây. Daiwa hay Olympic gì đây mà nó mắc tem rồi nhá. Cần này dài 1m65, thu vào là 86 cm, đọt là 2,4 ly, cân nặng là 160 gram, giá của nó số 18-90. 18-90. Số 19 là một cái ISO khoan nhỏ, thân cũng nhỏ luôn mọi người, thân cũng nhỏ luôn, dài 2m1 này, dài 2m1, đọt số 1. Cái này không biết có bị gãy đọt rồi gì không. Ok. Một lóng, hai lóng, ba lóng, mình đo lại thử. Đấy. Cái này như bị gãy khoảng độ 10 phân đọt nha mọi người. Gãy khoảng 10 phân đọt. Đấy, còn 2 mét này, thu vào là 75 cm. Cân nặng là 100 g. Đọt của nó là 1,2 ly nhé, 1,2 ly. Đấy, cái này cái số 19. 19 nha mọi người. 19, 150.000. 19, 150.000. Đấy. 20 là một cây cần hai khúc. Cần hai khúc Daiwa. Đấy. Cây này thì hai khúc nhưng mà cây này có hai đọt nha mọi người. Cây này có hai loại đọt. Đây. Nó bị hư một cái khoang cái, về mọi người cột cái khoang cái vào nhé. Khoang cái đơn giản rồi nhé. Đây. Góc của nó đây. Rất là đẹp vặn nhé. Đấy. Cây cần này dài 2m4 này, thu vào là 1m29 nè, đọt là 2,1 ly, còn cái đọt kia đọt vuông nha, 2,2 ly, dẫn qua mình đo cái bề ngắn thôi, còn bề dài kia thì nó chắc cũng 3,5-4 ly á. Đấy, cân nặng là 740 gram. Đây, mình sẽ cho mọi người, trước tiên mình cho mọi người xem cái đọt cứng nè, đọt này, đọt này, lúc nãy là mình đo cái mặt dẹp này nè, mặt dẹp này á là nó chỉ 2,2 ly thôi, nhưng ngoài mặt to này nó chắc có thể là nó lên tới 3,5 ly nha mọi người. 3,5 ly này, rất là cứng. Đọt rất là cứng nha. Đây, mình chỉ uống được đến đây thôi. Đấy, như mọi người thấy không? Cầm ra uống được ngay xí đào này tí thôi. Đấy. Đọt thứ hai này, cái đọt yếu hơn này. Đấy, đọt yếu hơn này, thấy không? Còn yếu hơn. Đấy, nó hai đọt của nó nha mọi người. Còn này, dụng của nó có hai cái đọt luôn. Đấy. Nó chỉ bị cái này rất là đẹp, nó rất là đẹp. Đây, nó chỉ bị một khuyết điểm là nó hư cái khoang cái, về mọi người cột lại cái khoang cái nhé. Đây, đây này, đấy, túi của nó luôn. Hình như một đọt là cứng 40 này, một đọt cứng 80 này, đấy. Hai cái đọt này, hình như đọt đi ra này, đọt cứng 40, một đọt cứng 80 sao đấy. Cái này giá chưa? Cái này cái số 20, 490. 20. 20, 490. Rồi. 20 này cũng kết thúc những cây cần trong video này của mình rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Đấy. Mọi người xem thì vui lòng cho mình xin một like nhé. Xem qua cho ủng hộ giúp mình một like để động lực cho mình bán hàng nhé. Và ai chưa đăng ký thì có thể kích nút đăng ký ở phía bên dưới video, nút màu đỏ đấy, và kích đăng ký xong thì nó hiện lên cái chung, mọi người ấn vào chung luôn, ấn vào nút chung luôn để cho nó thông báo về cho mọi người lúc nào mình lên video mới hoặc là livestream rồi gì nhé mọi người.
đấy. Mua hàng với mình thì mọi người gọi điện số điện thoại là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đấy, đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình sẽ ship code, và mọi người được phép kiểm tra hàng trước khi nhận hàng nha mọi người. Kiểm tra cẩn thận giúp mình xem có bị sai sót có gì so với trang video hay không, hoặc bị bể vỡ gãy nứt trong quá trình vận chuyển nha mọi người. Đấy, mọi người phải kiểm tra giúp mình, phải bắt buộc phải kiểm tra nha mọi người. Chứ còn rồi có gì đó bị lỗi gì thì mọi người có thể là alo cho bên mình để hai bên cùng phối hợp giải quyết nhé. Còn lại mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà các bạn cứ không chịu xem hàng rồi nhận bừa xong rồi báo mình là bị này bị kia, lúc đến lúc đó giải quyết nó rất phiền phức nha mọi người, nên mình sẽ không giải quyết lúc đấy nữa. Đấy, mọi người vui lòng thông cảm giúp mình. Ok, cảm ơn, chào mọi người.